Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang có mặt tại Ba Lan, nơi ông ngứa ủng hộ đồng minh Đông Âu và khẳng định cam kết của Mỹ đối với NATO. Ông Pence xuất hiện tại thủ đô Warsaw hôm 13 tháng 2 cùng với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda trước binh sĩ của hai nước. Ông Pence hứa Mỹ sẽ luôn sát cánh với người dân Ba Lan. Ông cũng cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tư nhiều cho quân đội Mỹ tới mức nào và một nước Mỹ hùng mạnh sẽ làm vững mạnh hơn mối quan hệ liên minh với các nước đồng minh ra sao phó tổng thống pence cam kết với nato người dân ba lan và người dân hoa kỳ biết rằng thế giới tự do cần các thành viên của nato hùng mạnh và đoàn kết và chúng ta là như thế chúng ta sát cánh bên nhau bảo vệ liên minh và tất cả những gì chúng ta trân quý chúng ta biết mỗi quốc gia thành viên đóng một vai trò thiết yếu trọng tâm của liên minh nato của chúng ta là lời thề thiêng liêng rằng tấn công vào một thành viên tức là tấn công vào tất cả các thành viên Trước đó trong ngày 13 tháng 2, ông Pence được báo cáo về hoạt động triển khai quân sự của Mỹ ở đó. Ba Lan đang nỗ lực thuyết phục Mỹ đặt một căn cứ quân sự ở nước này để tăng cường vai trò của họ trong NATO và giảm bớt lo ngại rằng Nga đang để mắt tới biên giới của Ba Lan với Ukraine. Trận dừng chân của ông Pence tại Ba Lan là một phần trong chuyến công du châu Âu kéo dài 4 ngày. Trong chuyến đi, ông sẽ tham gia các hội nghị quốc tế và cuối tuần sẽ thăm trại tập trung tử thần của Đức Quốc xã trước khi đến hội nghị an ninh Munich.